Hello nha, cửa hàng lên sóng cho anh em một con âm ly của dòng Đến Đông. Dòng Đến Đông này thì nhỏ nhỏ xinh xinh hoặc là bình thường nhưng mà có cái lời hát rất to và rõ ràng. Con âm ly này cũng như vậy, báo giá rẻ cho anh em 1.500.000 đồng anh em nhé, 1.500.000 đồng thôi, anh em lưu ý điều đó. Anh em nghe vào những đôi loa bookshelf hoặc loa thùng hoặc loa cây nghe nhẹ nhàng được hết. Mã là 910V, hàng bãi zin luôn. Về miền Tây em đã đi rồi, em đã đi bao lớp này, cân loa này, đầu loa A cộng B này. Nói chung là với những con âm như kiểu này, anh em chơi nghe nhạc bolero, nhạc vàng nghe vừa phải, dùng làm quán cà phê, phòng trà rất tuyệt vời. Với những bộ âm ly kiểu như này, nó dễ sử dụng mà nó lại có cái chất âm ngọt ngào, hoặc anh em nghe trong phòng ngủ ghép vào những đôi loa bookshelf tuyệt vời, phải nói là rất tuyệt vời với chất âm 100V 75W sản xuất tại Nhật anh em nhá. Đấy, đánh đôi loa bass 28 anh em nghe thấy phê không? Nghe tuyệt luôn, chạy 4 con sò than zin tuyệt đối anh em nhá, 2 tụ 1 nguồn. Dòng Đến Đông này nó có cái giải âm mid là tuyệt hay luôn. Anh em nghe những thể loại nhạc bolero, nhạc phòng trà, nhạc liên khúc rất hợp. Nghe em hát về Bạc Liêu mà lòng tôi thấy thương em nhiều. Nhà cô hai ở mi kia rơi. Người con gái có ngon đường thì thấy. Thanh lý cho anh em 1.500.000 thôi, 1.500.000 đồng anh em nhé. Tiếng nó rất thoát, nó là tiếng nó rất thoát luôn anh em ạ. Đời đang lao nước da mà cái dòng Đề Nông nó mới làm được cái điều này anh em nhé. Tiếng nó thoát, nó nịnh tai, nó nghe nhạc bolero, nhạc liên khúc rất hợp. Bãi zin đang chạy đường CD này để giữa lao lớt cân loa. Con này dễ sử dụng lắm, dễ sử dụng, 910V. Tôi không phải là công tử Bạc Liêu. Tiếng nó bay, tiếng nó bay, nó nịnh tai. Như vậy là nhạc vàng hoặc nhạc bolero nó cực hợp. 1.500.000 thành lý cho anh em giá tại cửa hàng.